Hello cả nhà nha, hân hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Hôm nay em ấy sẽ mời cả nhà ngắm một cái siêu phẩm màu vàng lưỡi đỏ. Thèn, cả nhà thấy không? Nó sẽ rất là đẹp và rất là tuyệt vời luôn. Đây, bây giờ em sẽ lên cái cây này cho cả nhà mình cùng xem. Thì cái cây này hiện tại, cái cây này nó tầm bao nhiêu xăng ta? Cái cây này hiện tại em đang cầm trước mặt là hoa nó sẽ tầm 16 xăng, rất là đẹp và đặc biệt. Đây là một trong những cái cây vàng hàng tem mà có khuôn bông sẽ rất là tròn và cái lưỡi nó sẽ rất là to luôn cả nhà. Thì cây này em chia sẻ hàng lá trồng thuần bằng than cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Mã này là mã 30. Bây giờ em lên cái mã màu vàng đầu tiên này là mã 30. Đây là một cái cây đẹp, một cây màu vàng rất là đẹp và cái độ mà phối màu của nó sẽ rất là tuyệt vời luôn cả nhà nha. Ở phần lưỡi của nó sẽ có bệt màu đỏ như thế này. Và cả nhà lưu ý giùm em phần bên trong nữa cả nhà. Đây, phần bên trong lưỡi của nó lại chạy thêm một cái đường như thế này. Đó, nó rất là đẹp, cánh rất là to và chồng cánh cực kỳ sâu luôn. 150.000 cho mã 30. Cả nhà yêu thích mã 30, em mời cả nhà mình cùng chốt mã 30 nha. Cả nhà có thể alo trực tiếp cho em, hoặc là mình có thể chốt đơn qua Zalo của em, hoặc là mình có thể nhắn tin qua số điện thoại của em luôn nha. 150.000 cho mã 30. Cây này là một cái cây màu vàng rất là đẹp. Ai mà gu màu vàng thì em nghĩ cả nhà nên chơi cây này, không nên bỏ qua. Hiện tại là bây giờ em đang đứng trong mát cả nhà, không có nắng, nhưng mà cả nhà nhìn thấy cái bông nó sẽ rất là xuất sắc luôn nha. Đây nè, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Thì cây này nó sẽ rất là tuyệt vời. Cây này với cái mức độ trồng như thế này chưa được gọi là đạt luôn cả nhà. Nếu mà cả nhà trồng đạt luôn thì hoa nó sẽ từ 16 xăng cho tới 20 xăng luôn cả nhà. Nó sẽ rất là bự và cánh cực kỳ dày. Cây này nó cánh nó dày kinh khủng luôn. Cái kiểu nó dày của nó là dạng như y như hoa giả luôn cả nhà. Nó rất là dày nha. Cả nhà có thể thấy cái độ cứng của cánh nè, nó sẽ rất là cứng. Nếu mà cánh nó cứng và nó dày như thế này thì đồng nghĩa với việc cả nhà chơi hoa sẽ được rất là lâu và hoa sẽ rất là lâu tàn. Mã 30 em chia sẻ với cả nhà là 150.000 một cây. Cả nhà yêu thích cái cây này thì em mời cả nhà lên đơn. Cái này em còn chắc chia sẻ được cho tầm 3 tới 4 anh chị và cô chú thôi nha cả nhà. Hiện tại cây này thì em không còn hàng chùm thuần đâu. Nếu mà lô này em bán hết thì hẹn cả nhà qua năm em sẽ nhập lô khác về và em sẽ chia sẻ cho cả nhà sau. Còn hiện tại những cái thằng này là em chỉ vét vườn lại còn được bao nhiêu thì em sẽ chia sẻ bấy nhiêu cho cả nhà thôi. Bông rất là bự luôn cả nhà. Nó thơm muốn xỉu luôn cả nhà ơi. Cây này là thơm muốn xỉu luôn nha. 150.000 cho mã 30. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Đó, cả nhà thấy không? Mặc dù là em đưa xa, thật xa cái điện thoại ra nhưng nó vẫn rất là to. Bây giờ thì em sẽ đưa lại gần cái điện thoại hơn cho cả nhà mình cùng quan sát. Sẽ rất là to. 150.000 mã 30 nha. Tuyệt vời. Bây giờ em sẽ lên một cái mã. Mã này là em sẽ lên lại em chia sẻ cho cả nhà. Vì lý do kỹ thuật thì em có một số hướng tách rời để chia sẻ cho cả nhà nha. Đây, em sẽ chia sẻ một cái hướng hát tùng đỏ như thế này. Và mã này là cả nhà chốt mã 13 giùm em. Tại vì sao là em chia sẻ hướng ba lá như thế này cả nhà? Tại vì trong cái quá trình mà nhập hàng về thì có một số bụi nó sẽ bị rớt ra như thế này, nó sẽ bị rớt hướng ra như thế này. Thì cái hướng này là rất là thích hợp cho những anh chị và cô chú nào mà muốn những cái cây nó bé bé tiền thì nó khá là dễ sưu tầm. Em chia một hướng ba lá như thế này là 100.000 mã 13. Đây là cây hát tùng đỏ. Hôm nay hát tùng đỏ em không còn bụi bự để chia sẻ cho cả nhà nữa nha. Hiện tại em không cần bụi bự mà chỉ còn những cái hướng mà rớt lại thì em sẽ lên chia sẻ cho cả nhà. Thì hướng này giá nó sẽ mềm hơn, cả nhà mình có thể sưu tầm hướng. Em chia sẻ một cái hướng này là 100.000. Nếu như mà đối với những hướng 100.000 cả nhà lấy hai hướng thì em sẽ bao ship. Mã 13 100.000 một hướng ba lá. Cả nhà yêu thích mã 13 màu đỏ này thì em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Đây là mã 13 màu đỏ nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn. Cả nhà yêu thích mã 13, em mời cả nhà mình cùng chốt mã 13. Thì một khi gỡ cho cả nhà em sẽ gỡ chậu ra, tại vì cái này thực chất ra là em mới ghim vô đây, ghim vô nhìn cho nó có thẩm mỹ thôi cả nhà, nhưng mà chưa có gì hết. Em sẽ gỡ hướng ra để em gửi cho cả nhà nha. Hai hướng em sẽ bao ship cho cả nhà.
Mã 13 này em chia sẻ giá 100.000, rất là mềm và rất là dễ cho những anh chị nào mà thích siêu tầm hướng nha. 100.000 cho mã 13. Cả nhà yêu thích mã 13 thì em mời cả nhà mình cùng chốt mã 13. Bây giờ em sẽ lên mã 14 nha cả nhà ơi. Mã 14 là cây bạch ngọc. Bạch ngọc là một cái cây có thể gọi là có lúc mình sẽ nhìn được nó là trắng lưỡi đỏ và có lúc mình sẽ nhìn được nó là trắng lưỡi tím. Những cái lúc mà trắng lưỡi đỏ thì mình chụp nó dưới nắng nó sẽ ra là màu trắng lưỡi đỏ nha cả nhà. Còn trắng lưỡi tím là mình chụp không có nắng nó sẽ ra là trắng lưỡi tím. Thì hôm nay cái mã này em cũng có một số cái hướng nó bị rớt ra như thế này nè cả nhà. Một hướng như thế này em chia sẻ là 100.000 luôn. Rất là mềm và rất là dễ chơi. Đây, em lên cái mặt bông lại cho cả nhà. Hiện tại cái mặt bông em đưa hình cho cả nhà mình cùng xem là trắng lưỡi tím. Tại vì cái cây em chụp không có nắng nó sẽ ra trắng lưỡi tím. Một hướng mã 14, mã này là mã 14 nha cả nhà. Cái hướng này em chia sẻ với cả nhà là 100.000 một hướng như thế này. Cả nhà yêu thích mã 14 thì em mời mình cả nhà mình cùng chốt đơn nha. Rất là đẹp nha cả nhà. Đây, nó sẽ rất là đẹp. Nói chung á, đối với những cái đơn hàng hướng này, cả nhà chỉ cần chi tầm 200.000 mình sẽ nhận được hai hướng và mình sẽ được bên em bao ship luôn. Rất là tiện và rất là thuận lợi cho cả nhà mình cùng chơi nha. Đây, rất là đẹp, hướng là em chia hướng sẽ rất là đẹp cho cả nhà mình cùng chơi làm. Chứ không phải mấy cái hướng ơ gì mà em đem lên cái video này em chia sẻ cho cả nhà mình cùng chơi. Cho nên cả nhà có thích cái hướng này thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn liền nha. Đây, em sẽ mời cả nhà ngắm một cái mặt bông này nữa. Bây giờ em sẽ lên một cái cây màu hồng xưa, thật xưa cho cả nhà mình cùng sưu tầm luôn. Màu hồng này hôm nay em có hàng thuần chia sẻ cho cả nhà. Em chia sẻ với cả nhà là 150.000 một chậu. Đây là một cái cây hồng xưa lắc xưa lơ luôn nha cả nhà. Cái cây này nó sẽ có từ cái thời đã rất rất là lâu rồi. Từ lúc mà em chưa biết gì về cộng lan luôn là em đã có cái cây này rồi. Em chia sẻ với cả nhà là cái cây này em bán là mã 31 nha cả nhà. Mã 31 em chia sẻ là 150.000 một mã 31. Đối với những anh chị và cô chú nào mà thích thân cao, to và khỏe thì em nghĩ mình nên sưu tầm cái cây này. Bởi vì sao? Thứ nhất, bông nó sẽ rất là to và cái màu nó rất là dịu dàng, rất là dễ thương. Thứ hai, đây là một cái dòng cây mà cả nhà có thể đem về mà mình cho vô một cái chậu để mình chuẩn bị mình làm chậu tác phẩm rất là ok. Thân lá của nó sẽ cao tầm 40 cả nhà. Thân lá sẽ cao tầm 40 nha. Rất cao và rất là to. Đây là mặt bông mã 31 em chia sẻ cho cả nhà. 150.000 cho mã 31. Cả nhà yêu thích mã 31 thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn nha. Cái mã này nó thơm một cách kinh khủng khiếp lắm cả nhà. Không phải thơm cái dạng kiểu bình thường nha. Đã hàng xưa thì nó sẽ rất là thơm luôn cả nhà. Cái này nó được đưa vô cái dòng hàng xưa nó thơm lắm. Rồi, em mời cả nhà mình cùng chốt mã 31. Đây, mã này là mã màu hồng 31 nha cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ lên mã 32 cho cả nhà mình cùng chơi. 32 là một cái cây trắng lưỡi tím. Cái khuôn bông của nó giả mang lắm cả nhà. Cái cây màu trắng này khuôn bông nó giả mang lắm. Khách hàng rồi, cả nhà nhanh tay thì em sẽ chừa cho cả nhà cây này nha. Cây này là một cái cây trắng lưỡi tím, là một trong những cái cây mà cả nhà có khả năng nắm hoa Tết rất là cao. Bởi vì sao? Cái cây này mùa hoa rộ của nó là vào mùa Tết nha cả nhà. Nhưng mà hiện tại thì em chỉ chia hàng lá thôi, chưa có cái nụ nào hết nha cả nhà. Nhưng mà khả năng nó nụ cho Tết rất là cao. Tại vì thường thường á, em bán đây mấy năm là em thấy cứ về Tết, đúng ngay Tết là cái mùa nó trổ bông rất là nhiều. Những cái tháng bình thường thì nó khá ít, nhưng mà mùa rộ của nó là mùa Tết. Một cái cây màu trắng lưỡi tím như thế này em chia sẻ với cả nhà là 160.000 một cây. Đây là cái cây trắng lưỡi tím em chia sẻ cho cả nhà. Mắt vàng cả nhà, và đặc biệt cái cây trắng này nó sẽ có cái cánh tia rất là đẹp luôn. Đó, bông cực kỳ to và cực kỳ thơm và cực kỳ xuyên bông. Cả nhà yêu thích mã 31 này thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn. Mã này là mã 31 nha cả nhà ơi. Ấy lộn, mã này là mã 32. Cả nhà mình cùng chốt đơn thì chốt cái mã này là mã 32 nha cả nhà ơi. Cái cây màu hồng là mã 31 rồi, thì cái cây màu trắng lưỡi tím này em sẽ chia là mã 32. Rất là đẹp, cây này nó đẹp lắm và bông nó to lắm luôn. Cây này là hầu như là
nó cũng to nhất nhì trong cái dòng bông màu trắng lưỡi tím luôn cả nhà. Nó thuộc dạng là nhất nhì trong dòng bông màu trắng lưỡi tím. Và thân lá rất là đẹp nha. Mã 32 nha cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ lên một cái mã cuối, là cái mã màu đỏ này cho cả nhà cùng chơi. Cái mã màu đỏ này em chia sẻ với cả nhà là 150.000 một cây. Đây, em sẽ lên cho cả nhà mình cùng xem. Hàng này là hàng trồng thuần bằng than rồi cả nhà. Em lên mã màu đỏ cực kỳ thơm. Cái mã màu đỏ này nó sẽ cực kỳ thơm luôn cả nhà. Em chia sẻ với cả nhà là 150.000 một cây mã màu đỏ như thế này. Anh chị yêu thích mã màu đỏ này thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn. Hồi nãy mã hát tùng đỏ là mã 13. Còn cái mã đỏ này là em sẽ lên là mã 33 nha cả nhà. Mã 13 và mã 33 nó sẽ khác nhau. Cả nhà lưu ý kỹ cái mã, hoặc là nếu như mình không nhớ, mình có thể chụp màn hình, mình gửi qua Zalo của em để em chốt đơn và em bốc đúng cây cho cả nhà nha. Còn đỏ thì nó sẽ có rất là nhiều loại đỏ cả nhà. Nếu mà cả nhà cứ chốt đỏ hay là không có mã thì em sợ em bốc lộn cây cho cả nhà. Nếu mà bốc lộn cây á, thì thiệt thòi là sẽ là cả nhà thôi. Cho nên là cái cách chốt đơn chắc cú là cả nhà cứ có mã số, hoặc là cả nhà phải có mặt bông gửi qua Zalo cho em để em chốt đơn cho cả nhà một cách nhanh nhất có thể nha. Rồi bây giờ em sẽ lên mặt bông mã màu đỏ này cho cả nhà cùng xem. Để em lấy mặt bông này cả nhà, mặt bông nó đâu mất tiêu rồi. Cả nhà chờ em xíu xíu nha. Cái cây em ôm đang ôm trong người thì nó sẽ rất là đẹp rồi cả nhà. Nhưng mà bây giờ em sẽ lên mặt bông cho cả nhà mình cùng xem. Cái mặt bông, cả nhà chờ em xíu nha. Mã đỏ này là mã 33 nha cả nhà ơi. Em sẽ lên mã đỏ này cho cả nhà mình cùng chơi. Cả nhà mình cùng ấy, em sẽ gửi mặt bông cho cả nhà nha. Hiện tại thì cái mặt bông nó là không mất tiêu. Rồi em sẽ làm video tới nay, tới đây nha. Cả nhà yêu thích một trong những cái mặt bông ngày hôm nay em lên thì em mời cả nhà mình cùng alo trực tiếp cho em. Em sẽ chốt đơn cho cả nhà. Đặc biệt mã 13 và 14 thì em chỉ có một số cái hướng mà dạng như là nó bị rớt ra thì em mới chia sẻ giá sale cho cả nhà mình cùng siêu tầm. Mình thích siêu tầm những cái hướng với giá tiền khá là rẻ và khá là vừa hợp túi thì em mời cả nhà mình nhanh tay alo để chốt đơn nha. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha. Bye bye cả nhà nha.